cần khắc phục tình trạng ách tắc hoạt động đăng kiểm ngay trong tháng 3. Đây là chỉ đạo của Chính phủ đối với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan. Chính phủ yêu cầu đơn vị đưa ra giải pháp để công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường ngay trong tháng này. Hiện tình trạng quá tải các trạm đăng kiểm xảy ra ở nhiều địa phương, đặc biệt tại Hà Nội chỉ còn 7 trong tổng số 31 trạm đăng kiểm đang hoạt động, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu xe đến hạn đăng kiểm. Nhiều chủ xe xếp hàng dài ngày vẫn chưa đến lượt đăng kiểm, thậm chí phải đưa xe sang các địa phương khác.